Hi, xin chào các bạn đã trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft công viên khủng long. Để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên bỏ lại một like, subscribe và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút subscribe để nhận được thông báo mới nhất từ kênh của mình nha. Thì trong cái thời gian offline á, mình đã tiến hành thu nhỏ cái chuồng của cái bọn voi châu Phi này rồi nha các bạn. Đấy, chúng ta sẽ vào coi nè. À, đây là voi châu Phi nha các bạn. Mình tưởng nó bị mất một con rồi chứ. Rồi để chúng ta sắp xếp lại cái inventory cái đã. Xí nữa di chuyển cho nó dễ các bạn ơi. À, mình đã làm nó với cái kích thước là 25 x 30 nha, không còn là 30 x 30 như trước nữa. Đó. Cho nó đỡ cái diện tích lại đó các bạn ơi. Và ở đây thì mình cũng đã có hoạch định sẵn 4 cái chuồng đây, các bạn có thể thấy nè. 1, 2, 3, 4 nè, đây là 4 cái chuồng cho voi nha. Và bên chỗ này là một cái chuồng cho con gấu Bắc Cực nữa đó nha các bạn. Đó, chúng ta đã có được 3 loài gấu rồi. Thì chắc tập ngày hôm nay mình sẽ đi qua cái vùng băng tuyết nha các bạn, để mà kiếm xem có mấy cái con gấu Bắc Cực hoặc là những cái con voi Mammoth hay không nha. Thì những cái con gấu này á, chúng ta có thể thuần hóa nó khi có cái con thôi nha các bạn. Ở đây rồi các bạn ơi, hai con gấu đen nè. Trời đất ơi, mình tưởng nó đi đâu lạc đó chứ. Đây, quá là xịn sò luôn. Thì trong này mình cũng đã chặt bớt một số cây rồi cho nó đỡ rậm rạp đi đó các bạn à. Bên này cũng vậy nè. Những cái con bự này thì chúng ta không có thể thuần hóa được nha các bạn. Chỉ có thể thuần hóa được những cái con nhỏ thôi. Và những cái con gấu nhỏ thì nó rất là hiếm để mà xuất hiện đó các bạn ơi. À, nói chung là ba loài gấu này á khó thuần phục lắm. Chỉ có gấu trúc á là thuần phục nó dễ thôi các bạn à. Đấy, mấy con này chúng ta vẫn có thể cho nó sinh sản được bằng cách nuôi nhốt nó trong một cái diện tích thiệt là nhỏ nha. Là chúng nó có thể sinh sản ra những cái con đó các bạn à. Rồi, còn về phần những cái con voi thì nó cũng không có khác gì những cái con gấu cho mấy. Chúng ta vẫn có thể thuần hóa được những cái con voi con đó, chứ những cái con voi bự thì không thể thuần hóa được nha các bạn. Đó. Đây, như mình đã có hai con voi con và bây giờ nó đã lớn thành voi bự rồi nè. Mấy con này mình cũng có thể nhốt nó trong một cái diện tích nhỏ để mà cho nó sinh sản ra nữa nha các bạn. Rồi, nói vậy thôi chứ tập ngày hôm nay chúng ta sẽ tiến hành đi qua cái vùng băng tuyết lạnh giá nha, để mà tìm kiếm xem những cái loài động vật khác nha các bạn. Ở đây chúng ta có được một con chồn cũng như là một con nai nè. Thì ở đây mình đã có cái địa chỉ của cái vùng Iplands rồi nè. Nó cách mình khá là xa nha các bạn. Đâu đó tầm 5.000 block đó. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiến hành đi bộ tới đó luôn nha. Đó, đi về hướng này là được nha các bạn. Để mình coi lại một lần nữa coi. Hướng này nè. Rồi, để giảm thiểu cái thời gian đi bộ, mình sẽ teleport ra ngoài chỗ này trước nha. Ồ, ngoài này đã có được mấy em thỏ nè, cũng như là ngựa vằn các bạn à. Ok, tập hôm nay là một tập đi phiêu lưu thôi nhé các bạn. Đi phiêu lưu kiếm gấu. Đó, thỏ rất là nhiều luôn. Chắc sau này thì mình cũng sẽ làm chuồng cho mấy em thỏ này luôn nha các bạn. Quá là xịn sò luôn. Đó, mình sẽ đi kiếm gấu và kiếm thêm voi nè. Ngoài ra nếu có thấy được cái con rùa hoặc là cái con rồng Komodo á, chúng ta cũng sẽ thuần hóa tụi nó luôn nha. Ủa, có mấy con mèo nè, xịn vãi. Sau này chắc mình cũng làm một chỗ để mà nuôi mèo luôn. Ui, chúng ta có được một cái con hươu nè. Ui, con này nó có sừng các bạn ơi, nó khác với con hồi nãy ha. Hình như đó là con đực thì phải. Ở bên này nó có một cái kim tự tháp nè. Và khá là nhiều ngựa ở đây luôn các bạn à. Chúng ta sẽ đi qua khám phá cái kim tự tháp này thử coi. Đó. À, để mình show cho các bạn xem. Đây là ba lô của mình. Mình đã có được 4 loài rắn rồi nha các bạn. Đây. Thì mấy cái trứng này chúng ta có thể có được khi mà giết mấy cái con rắn nha. Nó sẽ có tỷ lệ để mà rớt ra. Ở đây chúng ta có 4 loại trứng rắn nha các bạn. Đây, rắn hổ mang nè, rắn đen nè, rắn đốm và cũng như là rắn san hô nha các bạn. Ui, căng vãi chưởng luôn. Trong đó có hai cái loài rắn cực độc luôn, đó chính là rắn hổ mang cũng như là rắn san hô đó các bạn à. Để tôi kiếm cái đường tôi đi vô coi. Cái gì mà khó khăn quá vậy? Ôi, mình sợ vô đây bị mai phục lắm các bạn ơi. Chúng ta phải vác kiếm ra mới được. Thôi, mình sẽ đi thủ công xuống nha. Chúng ta phải cẩn thận mới được. Đó.
đập cái cục này đi. Nếu mà dẫm vào hết là cái chỗ này nó sẽ bị nổ tung đó các bạn ơi. Có được mấy cái xương nè. Oh, Emerald, Diamond Horse Armor. Hình như cái Diamond Horse Armor này trong phiên bản này chúng ta không thể chế tạo được. À, có thêm vàng và sắt. Nói chung là cũng khá là xịn sò các bạn ơi. Rồi, cắt lại thôi. Mình sẽ tiến hành leo lên trên nha anh em. Chắc mình vứt cây rìu lên trên đi ha. Đây, leo lên nào. Oh, vừa kịp lúc luôn anh em ơi. Đi ra thôi. Khám phá kim tự tháp như vậy là xong rồi. Ôi, cái đường nào tôi quên rồi. Đi đường này mới đúng thì phải. Ôi, nó xa mình vãi chưởng luôn đó các bạn ơi. Ôi, nhìn vậy thôi chứ chúng ta phải phiêu lưu chắc cũng mấy ngày đó. Nói chung thì mình hy vọng trong tập ngày hôm nay mình có thể đi tới cái vùng băng tuyết đó thôi nha các bạn. Ồ, và hình như là chúng ta đã gặp được một cái vùng biển thì phải. Ôi, chỗ này heo quá chừng vậy. Để mình tạo một cái thuyền nha các bạn. Đó, cái thuyền trong phiên bản này thì không có mái chèo đâu. Đây là phiên bản cũ đó. Có mực nè. Ôi, chúng ta coi thử có con cá mập hay con gì dưới đây không ta. Mình nghe nói phiên bản này có cá mập, có mấy cái con cua các kiểu đâu mà ta. Sao hiện tại mình vẫn chưa thấy hả. Thôi kệ nó đi. Rồi, ra khơi thế nào anh em ơi. Trời, nó cũng sắp tối rồi nè. Kinh khủng chưa. Chưa gì mà đi gần hết một ngày rồi các bạn à. Thẳng tiến hướng này mới đúng nè. Đó, hướng này nha anh em. Wow, chúng ta đã gặp được một cái đảo đầu tiên rồi nè. Xịn sò nha. Trên đảo này có gì không? Mà nó có gì thì chắc tôi cũng đâu có đem về được đâu. Chủ yếu là đi tìm thêm động vật thôi các bạn à. Để hoàn thành xong cái sở thú thời hiện đại của mình đó. Khi mà xong được cái sở thú thời hiện đại rồi thì mình sẽ tiến hành tạo những cái đường ray để mà đi tham quan đó các bạn à. Ôi, có cái gì nè. Cái gì nữa. Ôi, cá các bạn ơi. Cá heo nè. Ui, xịn vãi. Chúng ta có thể cởi cá heo để mà thuần hóa nó nha các bạn. Ui, đâu rồi. Ôi, con này nó đang bị mắc cạn nè. Chúng ta phải đẩy nó xuống thôi. Ta thể cởi nó để mà thuần hóa nó nha các bạn. Ui, cá heo. Ui, xịn vãi các bạn à. Rồi, vậy là sau này chúng ta vẫn có thêm những cái loài động vật mới để mà thu phục nữa các bạn à. Bây giờ nó bơi nhanh quá các bạn à. Nhớ là cởi nó là sao bấm chuột phải nha các bạn. Đó, tới khi nào mà các bạn đặt tên nó hiện ra thì thôi nha. Đứng lại, đừng có đi mà. Ui, thuần hóa con này khó quá chưởng luôn các bạn à. Rồi, chúng ta sẽ cố một xíu thôi. Cái cách thuần hóa nó cũng như cái con ngựa thôi các bạn ơi. Ây da. Đâu rồi. Đứng lại. Ui, nó bơi vãi chưởng thiệt á. Tôi là người còn nó là cá mà nó bơi nhanh vậy. Ui, trên kia có cái con Enderman các bạn à. Vì nó không thể xuống nước nên là mình cũng không có sợ nó cho lắm. Đấy rồi. Ha ha. Cuối cùng chúng ta cũng đã thuần hóa được cái em Dolphin này rồi nha các bạn. Đây. Đây, mình có thể điều khiển nó được nè. Ôi, và nó chạy chậm vậy luôn hả? Ôi, sao nó bơi chậm quá vậy? Nhìn nó bơi nè các bạn. Chậm vãi chưởng luôn. Để mình quay trở lại mình tìm cái thuyền của mình nào. À, chắc cũng không cần đâu. Mình sẽ bơi bằng cái em cá này nha. Ôi, xịn vãi chưởng luôn. Thì mấy cái con cá heo này á các bạn, chúng ta muốn đem nó về nhà thì mình phải cần có một cái lưới cá như bạn. Đây là công thức chế tạo của nó nè. Fitness. Ây da, mình phải bấm nút cách để mà nó nổi lên mặt nước đó các bạn à. Đó, chúng ta phải cần có một cái fitness được chế tạo từ 3 cái răng cá mập và 4 cái cọng chỉ nha. Ui, nói chung là rất là khó khăn cho chúng ta luôn. Hình như đây là cá heo màu xanh da trời thì phải. Thì cái con cá này nó xuất hiện khá là thường xuyên các bạn à.
nó không có hiếm như là cái con cá màu trắng và con cá màu hồng đó. Cá heo trắng, cá heo hồng thì cái tốc độ di chuyển nó sẽ rất là nhanh, còn những cái con cá heo mà xuất hiện quá nhiều như mấy cái con này á thì tốc độ di chuyển nó là bình thường thôi, không có nhanh lắm các bạn ạ. Ôi trời ơi, thuần hóa xong em cá heo rồi nhưng mà di chuyển nó chậm vãi chưởng luôn. Hiện tại chắc cũng không có con cá mập nào ở quanh đây nữa. Hay chúng ta còn phải giết mấy con cá mập để mà nó rớt mấy cái răng ra các bạn à. Thôi chắc mình sẽ tạm thả tự do cho em cá heo này nha. Sau này mình sẽ quay trở lại chỗ này. Mình sẽ đặt tên chỗ này là Dolphins, tức là cá heo đó các bạn. Sau này chúng ta sẽ nhớ tới cái chỗ này. Rồi cứ để cho nó vậy đi. Rồi bơi nào anh em ơi, di chuyển. Uầy, trên bờ nó có zombie skeleton, cả reaper nó rất là nhiều luôn. Chúng ta sẽ bơi thiệt nhanh anh em à. Trời mưa luôn anh em ơi, nhưng mà không sao, để tí mình sẽ kiếm cái chỗ nào đó mình mình ghé vào mình ngủ một phát anh em ơi, cho nó hết mưa cái đã. Trước tiên mình sẽ cần tạo mấy cái wool này trước nha. Đó, đây là những cái lông cừu nè. Chúng ta sẽ làm một cái giường trước đi, ngủ một phát cho nó hết mưa, cũng như là cho trời nó sáng luôn. Hợp lý vậy. Đúng anh em ơi. Rồi, ghé vào ngủ một phát thôi nè. Đây, mình sẽ ngủ chỗ này nha các bạn. Ngủ dưới mưa luôn. Ta la, trời đã hết mưa rồi, quá là xịn sò luôn. Ôi, cái thuyền của mình đâu rồi? Hả? Cái thuyền của tôi đâu rồi? Ô, dưới đây. Đây là cái gì đây? Ôi, đây là cá nhỏ các bạn ơi. Đây, cá trung bình nè, đây là medium fish nha. Ôi, dưới đây nó còn có mực nữa hả? Ôi, các bạn thấy cái mod này nó đang rất là thú vị luôn các bạn ơi. Ui, có cá nè. Ui, đã vậy. Thôi, mấy cái thuyền này thì mình chế cái một à, không sao. Gỗ mình đem rất là nhiều luôn hả? Không có gì phải đáng lo ngại cả. Hy vọng chúng ta sẽ gặp được mấy em cá mập. Có ai như tôi không? Ô, voi đây rồi các bạn ơi. Và đây là voi đen hả? Ôi, mấy cái con voi này mình có thể cho nó lên thuyền này được không ta? Ôi, phải không? Voi nè. Con này có thước bự không ta? Để mình thử coi. Mình sẽ cho nó ăn mấy cục kẹo nha các bạn. Mấy cục đường nữa. Đây, 12 cục nè. Mình cho thử coi. Ôi, con này là cái thước bự rồi nè. Nó có một cái con ôi, một cái con bitcap nhỏ nè các bạn ơi. Con này khá là xịn sò luôn. Sẵn tiện mình sẽ cho nó ăn thịt luôn. Cho mình ăn thịt nè con. Thì để thuần hóa mấy con bitcap nhỏ này á, chúng ta sẽ còn cho nó ăn thịt nè, rồi đeo cho nó những cái huy chương nha, những cái medallion này nha các bạn. Công thức chế tạo nó là này: 3 vàng, 1 kim cương và 2 cái miếng da nha. Trong Bifilo chúng ta không có thể nào mà thiếu cái giường được. Rất là nguy hiểm luôn. À, có rất là nhiều rùa nữa các bạn. Đó, mấy cái con rùa này á, chúng ta có thể đặt tên cho nó nha các bạn. Thì tập hôm nào đó mình sẽ tiến hành làm về rùa sau nha. Đó, bây giờ tập ngày hôm nay không phải là tập về rùa rồi, nên mình sẽ không đi sâu vào đó đâu nha. Đó, mấy rùa này chúng ta có thể lật ngửa nó lại nè các bạn. Hai con. Ôi mà quanh đây không có một con rồng Komodo nào luôn hả ta? Sao mình nghe nói là nó xuất hiện ở đây nhiều lắm hả? Sao kỳ vậy? Không thấy một em rồng Komodo nào luôn. Thôi kệ các bạn ơi. Chúng ta sẽ tiếp tục cái vấn đề chính đi. Đó chính là đi tới cái vùng băng tuyết nha. Ôi, em ngựa này đang bị kẹt. Ui, có một con ngựa con luôn nè. Ui, xịn vậy. Khá là xịn sò luôn.
cái con vịt này các bạn ơi. Chắc sau này mình cũng sẽ làm một cái chuồng để mà nuôi vịt luôn đó. Ồ, rắn cam các bạn. Đây là orange snack nha. Đó. Mình nghe tiếng một con rắn nào đó nó kêu bên đây nữa. À đây. Đây là rắn đốm các bạn à. Rắn đốm thì mình đã có rồi. Đây, bốn loại. Bốn quả trứng rắn của rắn đốm luôn. Bốn quả trứng của rắn đốm nè các bạn. Rắn cam. Tức là mình đã được 6 loài rắn rồi nè. Ôi xịn vãi. Rồi, tiến hành đi phiêu lô tiếp thôi các bạn ơi. Không là nó sẽ hết một ngày của mình đó. Đi thiệt là nhanh mới được. Hình như trời nó cũng sắp tối rồi nè. Trời mới đi có một xíu thôi à. Tối nhanh phải chữ. Ô, chúng ta gặp được mấy cái con đà điểu đó các bạn. Ôi và voi nè. Ô đây rồi, voi đen thì phải. Như này là voi châu Á các bạn à. Mình sẽ lô chỗ này nha. Sau này mình sẽ tiến hành đi bắt nó về nha các bạn. Nói chung thì cái quãng đường nó cũng khá là xa đó. Nhưng mà chúng ta sẽ cố gắng các bạn ơi. Một con nè. Qua đây còn con nào nữa không đây ta? Em đà điểu. Đà điểu chắc mình cũng sẽ lâu luôn nha các bạn. Ây da. Lộn rồi. Đà điểu là ostrich nha. Đó. Voi và đà điểu chỗ này luôn nè. Có cả mấy em mèo nữa nè. Kitty. Đây, và cái vùng băng tuyết nó đang trước mặt mình rồi nè các bạn ơi. Xịn vãi chưởng. Đấy. Cuối cùng chúng ta cũng đã đến nơi nè các bạn ơi. Ôi, sao bao nhiêu cực khổ. Đã tới được cái vùng băng tuyết rồi nè. Rồi bây giờ thì cùng nhau đi kiếm mấy cái em voi mem mút. Ồ. Cũng như là gấu bắc cực nha các bạn. Rồi kia có con dê hả? Con dê gì đứng trên núi vậy? Ôi, đây rồi các bạn ơi. Một nùi gấu bắc cực luôn. Ôi và chúng ta có được những cái con báo đúng không? Những con báo sống tại vùng lạnh giá nè các bạn ơi. Thì cái quá cực đó chúng ta có thể thuần hóa nó. Thuần hóa như cái con thôi nha các bạn. Đó, mình sẽ lấy cá ra. Nói chung phải có những cái con gấu con á, chúng ta mới thuần hóa được nó. Ôi, con này nó sẽ tấn công mình đó các bạn ơi. Rất là nguy hiểm luôn. Con này con bự hả? Đây là gấu cực bự các bạn ơi. Thôi. Mình sẽ lưu chỗ này là Polar Bear nha. Polar Bear. Tức là gấu bắc cực đó các bạn ơi. Đây, thấy được một nùi gấu bắc cực rồi nè. Nhưng mà không có một cái con gấu bắc cực con nào quanh đây cả. Ta phải tìm cho nó cẩn thận mới được. Ui, cái con... Một cái con báo nhỏ kìa. Ui, đã vá chữ các bạn ơi. Xịn vãi. Rồi, bây giờ đi tìm voi thôi các bạn à. Sao có bắt cực bự không người ta? Hay chúng ta sẽ cố tìm thêm nha các bạn. Cái vùng băng tuyết này thì nó rất là rộng luôn. Nó là tha hồ mà tìm luôn nha. Để mình đi kiếm mấy con voi coi. Có gấu bắt cực rồi. Giờ đi kiếm voi mem mút nữa là ok luôn đó các bạn à. Ôi, đây rồi các bạn ơi. Vãi chưởng ạ. Map nó chưa load kịp nên mình mới có thể nhìn thấy được các bạn ơi. À, vậy là mấy con này nó nhờ cái màu lông của nó nên nó đã có thể lẩn trốn mình nãy giờ nè. Đây chúng ta có được một em voi mammoth đầu tiên nha các bạn. Đây nè. Ôi và con này là nó khá là to luôn nha các bạn. Mammoth. Ồ, nhìn xịn vãi.
voi đầu tiên các bạn ơi, và con này nó bự quá. Phải chi nó là voi con thì hay biết mấy, nhưng mà không sao, có là hên lắm rồi. Ôi nghe nó kêu đã nha, nãy giờ mới gặp được nó các bạn ạ. Trời đất ơi, khổ vãi chưởng luôn á. Để mình tìm coi thử nó có cái loài voi nào khác nữa quanh đây không. À con này vì nó to quá nên nó không thể di chuyển giữa những cái lùm cây này, và nó bị mắc kẹt lại đó các bạn ơi. Để mình tìm coi quanh đây còn cái con voi nào nữa không. Ôi cái này có một mùi sói luôn các bạn ơi. Cái sẵn tiện mình sẽ tiến hành đi thuần hóa một vài con sói luôn nha. Đó, như con này chẳng hạn. Một em rồi nè. Hai em. Ba em. Bốn em. Em này luôn cho đủ 5 con nha các bạn. Cái này khó thu phục vậy. Ba con cuối cùng. Đó. Giờ bữa mình khiêu khích mấy con này thử coi. Lên 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 lên. Ui ui, nó đánh mình dữ. Mấy con sói của mình nó không có giết mấy con này hả ta? Mày. Mày. Giao đánh mấy con sói của mình các bạn ơi. Đó, mình cho nó ăn thịt để cho nó lên lại máu đó. Rồi, xịn đây. Đó, bây giờ mình đã có một bầy sói luôn các bạn ơi. Đã được thuần hóa hết rồi nha. U. À, hình như có một con gấu nhỏ nè. Đúng không ta? Để chúng ta đi qua thuần hóa nó thử coi. Ôi, con này bự các bạn ơi. Mấy con dê thì chỗ khác đi. Chúng ta vẫn chưa có thể cho nó ăn thịt cũng như là ăn cá được các bạn à. Mấy con dê này đang hút nhau hả? À, chưa phải là gấu nhỏ đâu. Thôi vậy thì mình sẽ chuyển qua chế độ bình thường lại nha. Tại vì lại gần mấy con gấu nó sẽ tiến hành đi tấn công mình đó các bạn ơi. Rồi, mấy em sói rồi. Đó, một nùi luôn các bạn ơi. Xịn vậy. Tí mình sẽ đem tụi nó về nhà hết. Rồi, để chúng ta qua cái khu rừng này coi thử coi. Có cái con voi mammoth nào nó còn ở trong đây nữa không ta? Nãy giờ thì mình vẫn mới chỉ thấy được có một con voi mammoth thôi bạn ơi. Chưa thấy được nhiều dữ lắm nè. Ui, đây rồi. Ồ, một con voi mammoth con thì phải. Ồ. Đúng không ta? Hình như voi mammoth con đúng rồi các bạn à. Ui xịn vậy. Để mình lấy mấy cái cục kẹo ra mình thuần hóa nó luôn nha. Ôi. Ha ha. Cuối cùng gặp thêm một con nữa các bạn à. Ôi đâu rồi. Đó. Lần này là mammoth thiệt nha các bạn. Ui xịn vãi chưởng luôn. Mình sẽ lưu thêm một con nữa. Ôi thế là mình đã có một con voi mammoth lớn, một con voi mammoth nhỏ rồi nè. Ôi trúng cái con luôn ạ. Ui hên vậy. Ôi sao mình nghe nói nó xuất hiện theo đàn mà. Đàn từ 1 tới nó sẽ xuất hiện ngẫu nhiên từ 1 tới 3 con đó các bạn à. Ôi nhưng mà nãy giờ mình thấy toàn mấy con voi mammoth đơn thôi. Rồi nói chung thấy là hên lắm rồi. Ôi, quên cái bất cực, chạy lẹ các bạn ơi. Nó sung vãi chưởng. Nó tính kiếm mình nó tấn công á. Mình chuyển sang chế độ be full cái đã. Cho nó bớt tấn công mình. Con này thì nó không chịu ăn cá luôn hả? Để mình tìm hiểu coi thử cái đó có phải là một cái lỗi trong cái game này không nha các bạn. Tại vì mình chưa biết cái kích thước cái con của nó là nó nhỏ hay là nó bự như vậy. Đó. Để hôm nào mình thử fit cho thử coi. Chắc cái cuộc phiêu lưu của mình tới đây là kết thúc rồi nha các bạn. Chắc trong tập sau á mình sẽ
đưa một trong hai loài, đó chính là gấu Bắc Cực hoặc là voi mammoth đi về nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu thấy video này hay, đừng quên bỏ lại một like, subscribe cho kênh Fury Gaming và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút subscribe để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình nha. Ngoài ra nhớ comment ý kiến của bạn ở phía bên dưới video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.